Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết, hôm qua có thêm 10.508 ca mắc COVID-19. Trong đó riêng thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương đã gần 8.500 ca. Trong ngày có 12.683 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tại thành phố Cần Thơ, trong ngày hôm qua ghi nhận 39 ca nhiễm mới COVID-19. Trong đó, 6 trường hợp phát hiện trong khu cách ly, 4 trường hợp phát hiện khi cách ly tại nhà, 6 trường hợp phát hiện trong khu vực phong tỏa, 4 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế, 19 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng. Kết quả truy vết F1 23, F2 0, 69 trường hợp điều trị khỏi, 1 trường hợp tử vong. Số trường hợp đang cách ly tập trung 1.774 người, lũy tích đến nay có 10.331 người hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương. Số người đang cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà 2.155 người, lũy tích đến nay có 81.365 người hoàn thành cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà và cơ sở lưu trú.